you sách giải trí và giáo dục tinh hoa. Xin trân trọng giới thiệu với quý vị và các bạn tiểu thuyết Đường một triệu của nhà văn Nguyễn Mộng Giác. Đây là một truyện dài được giải thưởng trung tâm văn bút Việt Nam năm 1974 và được nhà xuất bản Nam giao Sài Gòn phát hành năm 1974. Người đọc Thái Hoàng Phi chờ hai ngày ở phi trường vẫn chưa có máy bay hôm qua có hai chuyến một chuyến lúc chín giờ sáng và một chuyến lúc tám giờ tối nhưng chuyến sáng chỉ còn có vài chỗ và tôi bị bốn sĩ quan cấp bậc cao hơn tranh mất chuyến tối do một thiếu tá mỹ lái tuy máy bay không chở gì nặng nhưng phi công cứ lắc đầu quầy quậy với đám đông hành khách đang nóng nảy chen chúc gian xin một chỗ ngồi nhiều người đã chờ đợi ở dưới mái tôn thấp nóng này hơn bốn ngày trời Quần áo người nào cũng sốc xếch Mặt mày nhem nhuốc thiểu não Cuối cùng người lính ngoại quốc cao lớn dành dàng Lách được ra khỏi đám đông Đứng án ngữ trước phi cơ giơ hai ngón tay lên Chỉ có hai người được quá dàng Và dĩ nhiên luôn luôn có hai sĩ quan cao cấp hơn tôi chờ sẵn Sáng nay chuyến phi cơ tới lúc 10 giờ Máy bay vừa đáp xuống thì ở quầy hành khách Người ta đã bu lại làm tình làm tội anh trung sĩ Người nào cũng có lý do chính đáng kẻ có cha bị đau nặng mong về sớm để nghe lời trối trăng kẻ có con mới chết tôi không thể giữ thể diện hảo được nữa cũng chen vào đám đông cố nhoai ra phía trước giơ cái điện tín trước mặt anh trung sĩ hét lớn cho tôi ưu tiên vợ tôi chết có điện tín đây anh trung sĩ định sừng sội với tôi nhưng chợt thấy cấp bậc sĩ quan trên cổ áo anh ta hạ giọng phân trần xin lỗi thiếu tá nhưng biết tụi đó có cho đi không mà lập danh sách tôi hỏi tụi nó là ai chuyến đi này của đại hàng tôi cố nài nỉ anh thử liên lạc với phi hành đoàn xem nhiều người quanh tôi cũng nhao nhao góp ý kiến tay người nào cũng chìa ra một chứng minh thư nêu rõ lý do khẩn cấp chính đáng anh trung sĩ qua phòng trực một lúc rồi trở lại dáng điệu thiểu não tụi nó không chịu với lại chưa chắc họ đi thẳng họ còn chở đoàn nghệ sĩ của họ về Mọi người ra chiều thất vọng Trở lại ghế chờ Tôi buồn rầu định quay đi Nhưng anh trung sĩ nháy mắt ra dấu về phía cầu tiêu Tôi đoán có điều gì anh không tiện nói ra cho tất cả mọi người Sách đồ về phía nhà cầu ở phía bên phải Tôi đoán không lầm Anh trung sĩ chờ tôi ở đó Anh nói nhỏ Chuyến này đi thẳng chứ không ghé đâu hết Nhưng tụi nó chỉ cho hai người Thiếu tá đi theo cửa này Ra đợi ở cửa hông Chốc nữa tôi dẫn ra phi cơ Việc đi lại vất vả như vậy Nên kể từ lúc nhận được điện tính Cho đến lúc chiếc xích lô Đậu trước con hẻm đường Phan Đình Phùng Tôi đã sống khắc khoải Nôn nao suốt 3 ngày liền Tôi không thể tin được Những dòng chữ trên điện tính Thúy mà chết được ư Không thể được Nàng vẫn luôn mạnh khỏe Tuy có nhiều đêm thao thức Săn sóc cho thằng Nô hay con Mimi Mi. Sức chịu đựng của Thúy còn bền hơn cả tôi nữa gia lại việc bếp nút đã có con gái Việc gì nặng nhọc đã có Ninh Thúy ít thích giao thiệp Ít thích bảo Ninh lấy chiếc jeep chở đi dạo phố Không có lý do nào Không có sự nguy hiểm nào Trong thời gian 3 tháng tôi phải xa nhà Để Thúy phải chết Hay có thằng bạn nào chơi nghịch Đánh ổ một cái điện kính Để lôi tôi ra khỏi mặt trận máu lửa Về uống bia bốc Gặm cánh gà tắm lọ vài hôm Trước khi trở lên tiếp tục chiến đấu Hoặc chính Thúy đã tự khai tử Để bắt buộc chồng nghỉ phép Bao nhiêu câu hỏi bao nhiêu băn khoăn trong đầu tôi lấy sắt nhảy xuống xe quên cả trả tiền tôi vội vàng quá nhiều lần xô ngã lũ trẻ con đang đùa dẫn trên lối đi mọi sự bình yên qua khỏi một đoạn đường lầy lội đầy rác rưới đến góc dừa một cạnh đường tôi đi về phía trái khu vực này yên tĩnh hơn chút ít tiếng máy phát thanh từng nhà tiếp nối giúp tôi nghe loáng thoáng một đoạn cải lương hình như cái giọng lè nhẹ của anh hề thanh hoài thì phải Thính giả cười ồ lên từ hồi Cười xong lại quyên náo bàn tán Cuộc đời quanh đây vui vẻ Không lý ở số nhà 42 Có một người vừa nằm xuống Xa chồng con Xa họ hàng làng sớm Ông già chủ nhà 30 Đang ngồi trước hiên uống nước trà Số nhà 36 đóng cửa Bên trong tối ôm Chắc cả nhà rủ nhau chất lên chiếc Citroen 2CV Dạo một dòng phố Chính chiếc xe thổ tả này đã là nguyên nhân gây ra cuộc cãi vã to tiếng giữa gia đình số 36 với gia đình số 38. À, đây là nhà số 38. Cửa chính khép, cửa sổ mở. Tôi hồi hộp, cửa nhà tôi đóng. Nhưng qua khe cửa lá sách bên trong có ánh sáng. Thúy vẫn cái tính cẩn thận đó. Mỗi tối nàng đóng kín cánh cửa. Sợ gió bất thổi lạnh mấy đứa nhỏ ho. Và sợ con Tì qua nhà số 40 xem tivi không chịu học bài cửa đóng tức là thúy vẫn còn tôi vui lòng rộn rã rủa thầm thằng bạn quái ác nào đó đã chơi quá lố tấm cửa gỗ có đàn dây thép gài vẫn khép cẩn thận tôi lòn tay vào trong gỡ cái chốt ờ à, cẩn thận khóa cửa trong và gài luôn chốt cửa ngoài cũng là thói quen của thúy tôi bước vào cái sân hẹp bên trong có tiếng con ty cãi với đầy tớ con ty cằn nhận gì đó sau bếp rồi tiếng con gái gắt không mặc thì thôi có nhớ má dặn khi trời lạnh phải mặc thêm áo ấm không Con tì cố cãi lý Bữa nay đâu có lạnh Mặc cái áo quỷ này chảy mồ hôi Em không mặc đâu Tiếng con lì can thiệp vào Tì có mặc không Tao đánh bây giờ Tôi không thể chờ thêm được nữa Tôi cầm hộp xoài xoay cửa chính Giọng con lì có vẻ hốt hoảng Ai đó Tôi đáp lớn Ba đây Mở cửa cho ba vào Bên trong có nhiều tiếng thì thào Có lẽ bọn trẻ không tin Bàn tán xem nên mở hay không nên mở cửa Một lúc sau có tiếng chìa khóa lách cách Rồi cửa mở từ từ Lì đứng ngay chỗ cánh cửa hé Và vì bên ngoài trời tối Vẫn chưa nhận ra tôi Tôi nói nhỏ Ba về đây Má đâu rồi Các con Tôi chỉ nói được đến đó Rồi nghẹn lại Vì tôi vừa nhìn thấy ngay giữa nhà Chỗ đặt cái bàn nước lúc trước Có một cái bàn thờ Ly và Ti vẫn chưa dám tin ở sự thật Đứng há hốc mồm nhìn tôi Con gái ở dưới bếp lên thấy tôi kêu to Nô no, nô no, Ba về rồi kia Đến lúc đó Ly và Ti như chợt tỉnh giấc Tranh nhau nói Ba ơi ba má chết rồi Ba nhận được tin hồi nào Tôi chết đứng giữa nhà Đầu óc quay cuồng bàng hoàng Không hiểu mình phải làm gì Hai đứa con gái chạy đến ôm lấy tôi Khóc lên nức nở Cổ tôi nhẹn, mắt tôi hoa Ôm hai con vào lòng Tôi cảm thấy vững chãi an toàn Khi bắt đầu ý thức được thực tại Nghe tiếng chúng khóc Thấy đôi vai chúng run rẩy Tôi mới thấy hết cả cái đau đớn của cuộc phân ly Mãi mãi, ngàn năm Tôi khóc hòa theo lũ trẻ Mặc dụi vào mái tóc thơm của chúng Mãi một lúc sau Ly mới lấy lại được bình tĩnh trước tiên Ly nói khẽ Mấy hôm nay chú tính đem lũ nhỏ qua bên nhà con mới dẫn về hôm qua Chú nói để cho thấy cảnh liệm má Sợ bị ám ảnh không tốt Ở nhà này chỉ còn có con với con gái Nhưng các chú bên căn cứ qua lo liệu hết mọi chuyện Con lo không ai cho ba biết Có một chú trẻ trẻ nào đó Tóc để dài và mang kính cận Bảo để chú đánh điện tính cho ba về kịp đám tang Nhưng ở nhà chờ mãi chưa thấy ba về Tôi nhìn ảnh Thúy trên bàn thờ Nước mắt cứ trào ra làm nhòe hết cảnh vật ánh đèn nến lung lay ảnh thúy như phủ một lớp sương mai ly và ti đang khóc thúc thích tôi hỏi ly mộ của má con đâu ở ngoài nghĩa địa chỗ chôn bà ngoại đó ba tôi định hỏi câu muốn hỏi nhưng tự nhiên thấy sợ hãi một cái gì tôi hỏi câu khác đám tang hôm nào ly đáp nhỏ hồi chín giờ sáng hôm qua chỗ đất đó hơi thấp mới đào được vài tấc nước đã trào lên đầy cả quyệt người ta phải lấy cây lấy đá nhìm cái hòm xuống con tì nói chen vào chú tính bảo má ngủ trong cái thùng gỗ con không tin ai lại đem giam má trong đó bỏ xuống nước rồi lấp đất lại ở ngoài đó gió bất lạnh lắm lại có nhiều mưa nữa má bị ho cho coi ai lại lấp má tội tôi đưa tay xoa đầu đứa con gái đầu lòng tóc tì khá dài nhưng hơi rít và bẩn Tôi xót xa cả cõi lòng nhớ rằng lúc Thúy còn sống Không bao giờ nàng để đầu tóc đứa con gái cưng không mướt láng mịn màng Tôi hỏi Ti Má chết con có buồn không? Ti chưa kịp trả lời Tôi đã chú ý đến chú Nô đang đứng khuất trong bóng tối Nô mới ở nhà dưới lên Và một phần do cái tính trầm tĩnh hiếm có Ở một đứa bé lên năm Một phần hờn giỏi vì không được tôi chú ý đến nên đứng riêng rẽ một góc Không nói năng Tôi biết chú bé đang giận giải hòa Kìa Nô no, Lại với ba Con Ba về gấp quá Không kịp mua cái máy bay như đã hứa kỳ trước Nhưng chắc chắn mai ba sẽ mua Thằng bé hết giỏi đến xa vào lòng tôi Nó đề nghị Con không thích máy bay nữa Ba mua cho con chiếc xe hơi có con rồng đi Tôi ngạc nhiên hỏi Xe hơi gì lại có con rồng Con ti góp lời xe hơi rồng đẹp lắm nghe ba nó chạy chậm nhưng hai cái đuôi ngo ngoe vui lắm nô không biết là con gì con bảo là con rồng nó không tin đến khi hỏi chị gái chị cũng bảo là con rồng nó mới chịu nó còn xin chị ly cho đổi tuổi con rồng nữa nói tuổi con khỉ xấu lắm tôi mù mờ không hiểu bọn trẻ đang nói gì ly cười rồi giải thích tụi nó đang nói cái xe nhà táng đó ba chú tính thuê cái xe nhà táng đưa má ra nghĩa trang tụi nhỏ thấy cái xe lạ đi đưa tang má mà cười nói bi bô thích thú lắm thằng nô khoe thêm con có cái mũ mới nữa ba con ti cũng khoe con được mặc áo dài rồi nghe ba hồi trước con xin má may áo dài má nói con còn con nít mà bày đặt bữa nay con có cái áo dài trắng với cái mũ giống cái mũ em nô thấy lũ nhỏ thích thú khoe bộ đồ tang tim tôi đau nhói tuổi thơ chưa biết gì đến tử biệt sanh ly chúng đâu biết thúy mất đi tôi cảm thấy ngọt mất hẳn niềm tự tin hoang mang không biết rồi mình sẽ thế nào tỳ lay tôi hỏi để con lấy áo dài mới của con ra cho ba coi nghe ba tôi giữ tay con bé lại bảo không cần thằng nô thấy con chị xum xoe sợ mất phần quan trọng cố nhoai lên cao nói con thấy chú ninh bị còng tay nghe ba lính dẫn chú ninh về nhà chị gái bảo chú ninh bị cầm tay vì làm tướng cướp nghe ba tôi kinh ngạc đến lạnh xương sống tại sao vậy tôi vẫn đinh ninh thúy chết vì một căn bệnh bất thường một cơn gió độc quá lắm là một tai nạn đột ngột và bi thảm như định mệnh nhưng nếu ninh bị cầm tay như lời nô nói thì mọi sự sẽ diễn ra khác phải đến lúc này tôi mới chú ý đến sự vắng mặt của anh hạ sĩ tôi hỏi ly chú ninh đâu nét mặt ly có vẻ khác thường Hình như Ly không muốn nhắc đến cái chết của má Tôi không thể giữ im lặng hoặc né tránh được nữa Tôi phải hỏi Ly Tại sao Thúy chết Dù con bé có một tâm hồn mong manh như sợi tơ mạnh Như sợ hãi ôm lại những tàn tóc Những bạo sát Những chia lìa Chính vì cái mong manh ấy của tâm hồn Vì đôi mắt lúc nào cũng buồn buồn Cam chịu Trong khi tia nhìn long lanh nỗi đam mê mà tôi thương Ly Có lẽ còn thương hơn cả ba đứa con ruột của tôi nữa Tôi cầm tay Ly hỏi nhỏ tại sao má chết ly con gái mách lẻo nói cho em vào anh hạ sĩ giết bà đó ông con ly định cãi lại nhưng không biết nghĩ thế nào mím môi làm thinh nét mặt của ly càng thất thần tôi bảo con ở và lũ nhỏ thôi các con theo chị ở vào thay quần áo rồi đi ngủ đã 9 giờ rưỡi rồi gái đem cái sách này vào trong đó đi và khỏi cần mua gì nữa ăn cơm rồi Thằng nô không chịu đi căng dặn Nhưng mai ba phải mua cho con cái xe rồng Con ti thì khiếu nại Trời nóng mà chị gái bắt con mặc áo ấm Con không mặc đâu Tôi phải giảng giải Bây giờ trời nóng Nhưng một chốc nữa sẽ lạnh Con mặc áo vào trước rồi đi ngủ Không để khuya ho cho xem Con nhớ lời má dặn không Lũ nhỏ nghe có lý Liếu ríu vâng lời Chỉ còn lại một mình tôi với Ly ở nhà trước Tôi để mặt ly ngồi trên ghế Đến đứng gần bàn thờ Thúy Cái ảnh tôi chụp cho Thúy hôm Tết Lúc nàng mặc cái áo màu xanh lơ Có theo hình lập thể Lòng kính đặt trên bàn thờ Thúy đang cười với tôi Vì hôm ấy tôi đã làm trò hề thật khác thường Cho bức hình màu ghi nhận đúng nụ cười rạng rỡ Tự nhiên của Thúy Tôi lấy nhang đốt Thắp luôn hai ngọn nến Đứng trước hương án Lòng tôi đau đớn xót xa Không biết phải khấn điều gì Đứng một lúc Tôi đem nhang cắm vào lư hương Đưa tay lên gạt nước mắt Tôi lặng lẽ đến ngồi trước mặt Ly Không hiểu sao Ly vẫn có vẻ bối rối như lúc nãy Vẻ thẳng thốt của Ly làm tôi e ngại Tuy Ly còn nhỏ Mới 14 tuổi đầu Nhưng đã từ lâu Từ ngày lấy thúy Tôi cứ có cảm giác nhột nhạt Ái náy rằng Mình đã cướp mất của Ly Cái triều mến thiên liêng nhất Là tình mẫu tử Ly là con của Thúy Có với người chồng trước nên dù con bé không có nét mặt xanh xao lạc loài Tôi vẫn e dè xem Ly như một khách lạ trong gia đình Ít khi tôi la dạy con bé Ngược lại tôi còn tìm mọi cơ hội Chứng tỏ lòng thương yêu chân thành của mình đối với Ly Để chuộc một phần nào tội lỗi của mình Có lẽ Ly cũng hiểu ý tôi Nên dù không nói ra Cả tôi lẫn Ly cũng chung một nỗi lo lắng là gượng nhẹ Sẽ sàng cho khỏi làm phiền nhau vì thế vẻ mặt hớt khải của Ly khiến tôi thấy khó khăn nói cho ra lời Tôi ngồi lặng một lúc rồi mới nhắc câu hỏi cũ Tại sao thằng Ninh giết má? Kể lại cho ba nghe đi Câu hỏi của tôi làm Ly ngưỡng dậy Nhưng có lẽ sự xót xa làm cho nó băn khoăn Không biết bắt đầu từ đâu Tôi hỏi Má chết hôm nào? Giọng của Ly nhỏ và run Dạ hôm thứ năm đêm hôm thứ năm có phải nên giết má không ly ngập ngừng một lúc rồi gật đầu tôi hỏi tiếp lúc đó con có ở nhà hay đi qua nhà con thương học bài con ở nhà đã khuya rồi mà chừng mười giờ rưỡi hoặc mười một giờ gì đó má bị giết rồi thì con nghe còi hụ với nghiêm vì sao thằng ninh giết má ly nghĩ ngợi một lúc rồi đành trả lời con cũng không biết không hiểu sao đêm hôm đó ảnh hung dữ lạ thường Mắt trợn, tóc bù xù, mặt đỏ gai Giọng nói nồng nặc mùi rượu Tôi kinh ngạc Ninh là người lính tôi thương nhất trong tiểu đoàn Và vì thông cảm hoàn cảnh con út mẹ già của anh hạ sĩ Tôi đã tìm cớ cho Ninh ở lại hậu cứ Tính anh ta ít nói, hiền lành và chất phát Chính vì vậy mà khi phải đem tiểu đoàn lên cao nguyên Tôi giao cho Ninh phận sự coi sóc dùm gia đình của tôi Nhà chỉ toàn đàn bà con nít Nên cần một người đàn ông trong những hoàn cảnh đặc biệt hiểm nguy Không cờ bạc, không rượu chè, không lăng nhăng trai gái Ninh đủ tin cậy để giữ vai trò quản gia trung thành Nhưng Ly vừa bảo Ninh uống rượu sai mềm rồi gây án mạng Tôi hỏi Ninh có thường hay uống rượu không? Dạ không, đêm đó lần đầu có thấy ảnh sai xưa Lúc má bị giết, con đã ngủ hay còn thức? Ly ngập ngừng một chút rồi nói con đã ngủ Không hiểu sao đêm đó con ngủ sớm vậy Mấy hôm trước tới 12 giờ con mới ngủ được Đêm thứ năm mới 10 giờ con đã ríu mắt Cố nhướng học cho xong bài anh văn cũng không được Má thấy con gục lên gục xuống Thương hại bảo cứ đi ngủ đi Sáng mai sớm má gọi thức dậy học bài Con ngủ trong phòng với em Mimi Từ hôm ba đi Ti với thằng Nô không chịu ngủ phòng bên này Cứ đòi ngủ chung với má con đang ngủ chợt giật mình thức dậy Khi nghe ti với thằng nô khóc thét lên Con nghe cả tiếng má la Và tiếng vật lộn bên kia vách Rồi con nghe giọng một người đàn ông quát lớn Nín Rồi hai em ti nô Không khóc nữa Chắc tụi nó sợ Còn má thì vẫn la kêu cứu Nhưng hình như bị bụm miệng nên la không lớn Tôi nóng rụ khỏi Sao con không chạy vào Ly đáp nhỏ Tại con sợ con nghĩ ăn cướp vào nhà giết hết mọi người để lấy tiền bạc. Con trùm mền kính cả đầu, nằm ép vào góc tối cho tụi nó khỏi thấy, rồi con nghe cửa thông mở mạnh, chắc có người đạp nên cánh cửa mới bật khuy đập mạnh vào khung giường. Con càng sợ hơn, nghĩ tên cướp sắp giết mình. Nhưng ngay lúc đó, má lấy hết sức la lớn. Con nghe rõ má hét lên, Ninh làm cái gì vậy? Chú sai rồi Ninh. Con quên cả sợ, dùng mền ngồi dậy, con thấy bộ dạng anh Ninh hung dữ như người điên Anh ấy nhìn con trừng trừng Tiếp tục nắm tóc má Lôi ra phòng khách Rồi sau nữa Giọng ly mơ màng Chắc không hiểu mình đang nói gì Rồi má chết Con không nghe má la hét gì nữa Tưởng anh Ninh đã giả rượu bỏ trốn Nhưng con lầm Lúc con rón rén ra phòng khách Má nằm sóng xoài trên nền nhà Ngay chỗ trước bàn nước Cửa trước mở Anh Ninh đã bỏ trốn mất con thấy má như vậy Sợ quá Ra trước cửa la cầu cứu Mấy bác bên nhà số 3840 Với ông chủ xe hơi con cốc Chạy qua Má đã chết rồi Người ta đóng cửa ngăn Không cho các em đến gần sát má Sợ tụi nó sợ Nhưng vì sao má chết Bác chủ xe con cốc xem xét kỹ lắm Bảo má bị bóp cổ Vì ở đó còn in dấu tay anh Ninh Về sau nhà thương họ cũng bảo như vậy Thế đêm đó con gái không có ở nhà à Chị ấy xin về quê hai hôm trước Rồi giọng nói của Ly run run Dở ra như sắp khóc Đêm đó con sợ quá Người ta bu đến đầy nhà Chỉ còn có con à. Một mình con là lớn Mấy em nó ngơ ngác Không hiểu tại sao người ta không cho lên phòng trước Rồi tụi nó đua nhau khóc Từ con Ti cho đến con Mimi mi. Con không biết làm gì Chỉ biết khóc theo May bác ở nhà số 38 biết ba quen chú Tính Nên qua bảo cho chú hay Chú Tính qua lo mọi việc chôn cất Ly không nói gì nữa Tôi cũng không nói gì Ngồi gục đầu lắng nghe lòng mình quan mang Lúc ấy đầu tôi nặng Đôi vai mỏi nhừ Và tự nhiên một luồng khí lạnh chạy chậm Thật chậm Từ dưới theo lên xương sống Càng ngày tôi càng cảm thấy ngây ngực như sắp mê đi vì chìm vào thế giới ma quái khác thường. Tôi hoang mang không hiểu vì sao nên trở thành kẻ sát nhân. Và nếu không có bàn thờ Thúy ngay trước mặt, chắc tôi không thể nào tin được Thúy đã chết. Tôi mệt mỏi, chán nản đến rã rời. Ly thì ngồi bất động, rồi chắc tuổi thân, nghĩ đến nỗi khổ cực trong mấy ngày tan tóc bơ vơ Nghĩ đến người mẹ qua đời và cuộc sống côi cúc từ đây. Nó thúc thích khóc. Tôi thấy thương ly tràn trề Tôi nói Thôi đừng khóc nữa con Má mất ba cũng khổ như ly vậy Nhưng ly còn có ba trên đời Ba quên hỏi điều nữa Người ta bắt được Ninh khi nào Anh ấy bị bắt ngay sáng hôm sau Người ta cầm tay dẫn anh trở lại Bảo diễn lại mọi sự Lúc quân cảnh định dở cái ráp phủ sát má lên cho anh nhìn ảnh sợ hãi dùng giấy quay mặt đi Ông quân cảnh giận quá chửi thề Trong khi giữ chặt hai thái dương Bắt ảnh nhìn sát má Mày có gan giết người Bây giờ mày không có gan nhìn sát chết hả Nhưng ảnh nhắm mắt lại Người ta chịu thua Dẫn trở lại xe bít bùng đem đi Tôi vội hỏi Lúc đó có chú tính không Ly ngước mắt nhìn lên Có lẽ không hiểu vì sao Đột nhiên giọng nói của tôi đầy ấp phẫn nộ Hối hả Ly đáp nhỏ Dạ có chú tính đi cùng xe với mấy anh quân cảnh Tôi đứng bật dậy Ly lo lắng Ba đi đâu Khuya rồi mà ba Tôi vừa đáp vừa bước ra khỏi cửa Để ba lại đằng chú tính Chắc chú ấy biết vì sao thằng Ninh dám giết người Chương 2 Đêm qua tôi mất công chờ tính đến 11 giờ khuya May mắn là sáng nay mới 6 giờ 30 tính đã lái xe lại Tôi không biết lấy gì cảm ơn tính cảm động quá chỉ biết ôm chầm lấy người sĩ quan phụ tá cũ nghẹn ngào tính để yên chờ tôi dần được xúc động rồi mới bảo em sai thằng chuẩn quý trong căn cứ đánh điện tính cho anh anh nhận được lúc nào chín giờ sáng hôm thứ hai nhưng điện tính mù mờ không nói gì rõ cả về đến đây mới biết chuyện đồng trời ấy dân cả em nữa mới đầu nghe chuyện cũng không tin nhất là thằng ninh được anh cưng chiều nhất tiểu đoàn Hưởng tất cả ưu tiên ưu đãi Mấy ngày nay bận lo đám tang cho chị Chưa có thì giờ qua bên quân cảnh tư pháp Hỏi cho rõ nội vụ Rồi tính hài giọng như muốn phân trần Em cũng muốn ráng đợi vài hôm nữa cho anh về Nhưng người này bàn đi Người kia tán lại Cuối cùng em cũng nao núng Chờ anh gần 4 ngày trời vẫn không thấy anh về Sau em sợ điện tính bị lạc Có nhờ truyền tin họ liên lạc bằng điện thoại dùm Trên đấy họ bảo anh đi rồi Sao thấy có mùi em mới cho đi chôn Tôi giải thích Từ căn cứ xuống phi trường mất một ngày đường Lại phải nằm chờ ở phi trường hơn hai ngày nữa Dù sao cũng phải thành thật cảm ơn tính Thà về đây thấy nắm đất mới Còn đỡ đau lòng hơn là nhìn gương mặt lạnh hay cái quan tài Tính nhìn quanh rồi hỏi Các cháu chưa dậy hả anh? Chưa Chỉ có con ly dậy sớm lo nấu nước sôi Pha sữa cho mấy em Tính ngậm ngùi bảo tội nghiệp con ly lũ nhỏ không biết gì cứ tối tối quen lệ đòi mẹ báo hại con ly dỗ ngon dỗ ngọt mãi dỗ không được mấy chị em ôm nhau khóc tính định sai con thanh lại đây ngủ với ly cho có bạn nhưng con nhỏ sợ nhà có tan không dám lại mấy hôm đó con ở lại đi về quê mới chết chứ à em quên anh chưa lấy xe được anh có ra mộ không để em chở đi luôn tôi nói phải đấy để chờ tôi thức lũ nhỏ dậy ra thăm mộ một thể Trưa nay tính bảo dùm cho trung tá hay tôi về phép Và sẵn tính cho tôi mượn chiếc ship của tính luôn Được không? Được chứ em vào căn cứ lấy chiếc xe của anh Thằng Ninh lấy xe anh đi nhậu với bạn Khuya mới về Sau đó nó lấy chiếc xe lái chạy trốn Quân cảnh đem xe về làm tăng vật Mới trả lại đơn vị chiều qua Tôi kêu con ly Bảo sửa soạn cho lũ nhỏ ra thăm mộ Ti và Nô quen với tính trong mấy ngày tăng tốc Lễ phép đến trước viên đại quý chào Thưa chú Thưa chú ạ à. Tính vuốt tóc tì rồi kéo Nô vào lòng hỏi Thay quần áo chú chở đi thăm má Nô hỏi ngay Đi bằng xe gì chú Bằng chiếc jeep như chiếc xe của ba vậy Nô trề môi chê Cháu không thèm Hôm nào ba mua cho Nô một chiếc xe có con rồng Như chiếc xe lớn hôm trước đó Nghe lũ nhỏ ngây thơ đòi mua xe nhà tán Tôi đau nhói trong lòng Tính cười lớn để giấu bối rối Nói lãng sang chuyện khác Cháu vào mặc áo đẹp rồi còn ra xe Nô vỗ tay reo Phải rồi để nô mặc bộ đồ mới Nô mặc áo dài độ mũ trắng như chị Ti và chị Ly vậy Tính càng bối rối hơn Dù tránh thế nào cũng không khỏi được cảnh tan tóc Nhất là trước mặt chúng tôi Chiếc ảnh của Thúy mờ ảo sau lặng hương loãng Tôi gọi Ly lên hỏi Ở nhà có may đồ tan cho ba không? Ly đáp Thưa ba có Để con đem cho ba Rồi cả nhà chất lên chiếc xe jeep của tính Vợ tính cẩn thận đến nỗi May cho bé Mì một cái áo tan trắng Và một mũ chụp xinh xinh Ly bé Mì ngồi vào băng sau Còn Ti và Nô thì tranh nhau Ngồi trong lòng tôi Cuối cùng Nô đã thắng Ti phụng phịu ngồi chung với Ly và con gái Nhưng lại tìm được cách thú chọc cho mi cười Xe qua vài ngã ba, ngã tư Thiên hạ thấy cả xe mặc toàn đồ tang tò mò nhìn một lúc rồi tiếp tục chú ý đến việc riêng của mình tính lái khá nhanh chưa đầy nửa tiếng đồng hồ đã ra tới nghĩa trang ti và nô làm tay khôn đua nhau chạy trước để chỉ lối cho ba ly nói đúng chỗ đất mộ hơi thấp mùa này hay mưa nên quyệt đầy cả nước là phải hình như hôm qua có một cơn mưa nhỏ nên đất mộ còn ướt lũ chăn bò thả bò ăn cỏ mọc cao quanh các ngôi mộ cũ hôm trước đã để thú vật dẫm chân lên mô đất mới nhìn dấu chân bò in xuống lòng mộ nhìn vết nước ẩm ướt đây đó tôi nghĩ đến cảnh mưa gió gào thét đưa một người xuống quyệt lạnh và cái đau đớn bất động của kẻ xuôi tay nằm xuống vĩnh biệt trong núi tiếc cuộc đời chia lìa rành đoạn vòng tay ấm của con cái gia đình tôi đứng im lặng trước mộ nước mắt trào ra từng dòng từng dòng tiếp nối tôi không nghe gì không thấy gì tôi khóc lặng lẽ như vậy khá lâu Càng về sau tâm hồn càng bớt u ám nặng nề Lúc lấy lại được bình tĩnh Tôi thấy mấy đứa con cũng đang lặng lẽ đứng thành hàng phía sau lưng Không dám nói gì Vì sợ động đến nỗi đau đớn thiên liêng của tôi Tôi cúi xuống vái lại Thúy Thì thầm khấn ngàn phù hộ cho gia đình còn lại được may mắn Tôi cũng hứa là sẽ tìm hiểu vì sao Ninh phạm tội ác Và sẽ trả thù cho Thúy Khấn xong tôi dành chỗ cho Ly ngồi xuống khỏa lấp chỗ có dấu chân bò Ly khóc thành tiếng, rung rung nói gì đó với Thúy. Tiếng nói vỡ và tan trong gió lộng. Nhìn mấy nén nhang cũ cắm trước mộ, tôi mới nhớ mình quên bảo con gái đốt nhang để khấn. Tôi gọi Ly. Con đem hộp diêm và bỏ nhang lại chỗ cái mộ cao kia để đốt. Gió thế này không phải mồi bằng giấy mới cháy được. Tính đề nghị. Cháu lấy cái zippo của chú mồi cho dễ. Ti và Nô không chịu giái, chạy theo xem chị đốt nhang. Tôi nhìn quanh mộ Mắt lơ đảng bắt gặp một đoạn dây dừa cháy dở Và một vài mảnh quần áo đốt xót Tôi nghĩ chắc đoạn dây người ta dùng hạ quyệt Và quần áo cũ của Thúy đây Chú ý hơn tôi nhận ra được một mảnh giải ni lông màu hồng Có in hoa tím vải dệt bằng tơ nhân tạo Nên đốt không cháy Mép vải chỉ đùng lại thành hàng mà thôi Nhìn mặt giải qua Tôi bồi hồi ngậm ngùi Tôi không làm đâu Đây là mảnh giải còn lại của cái áo cánh Thúy thường mặc vào mùa nắng Tôi mua cho Thúy sắp hàng này khi xin phép về thăm vợ vì nghe tin Thúy sinh mi không được xuôi. Tôi dụng về không quen chọn quà, nhất là quà giải dốc cho vợ. Nhưng quả thật, sắp giải ấy làm cho Thúy vừa lòng. Nàng khen tôi có gu, biết chọn một loại giải hoa vừa mỹ thuật vừa trang nhã. Tôi bảo con gái đưa mi cho tôi bồng. Tôi cúi xuống nhặt mảnh giải còn lại, lòng không thôi bần thần. Mi ngơ ngác nhìn trời đất chung quanh, rồi trở lại ngọ ngoại, ngoại khó chịu Trong cái mũ chụp trắng Tôi hôn con bé Má còn thơm mùi mồ hôi mẹ Con bé khóc Hai tay chới với nghẹt thở trong vòng tay ôm của tôi Lúc ấy Ly cũng đã mồi được nắm nhang rồi Tính nhắc Cái giúp bô của chú đâu Ly hốt quảng Chết chắc cháu quên lần kia rồi Thằng nô cười Con cất đây Con biết bật lửa cho chú Rồi nô bật biểu diễn cho chú tính xem Lối mở nắp Lối phất tay cho săn lên Trong điệu nghệ sành sỏi Không kém gì những người nghiện thuốc lá Tôi gọi hai đứa bé Nô và Ti ham chơi Chưa lại má Lại cấm nhang lại má đi con Hai đứa bé vâng lời Con Ti vái thành thạo Còn thằng Nô chưa biết Vừa vái vừa nhìn con Ti để bắt chước Chờ Ti và Nô vái xong tôi bảo Bây giờ Ti và Ly Đem nhang cấm đều các mộ quanh đây Ly con khấn nhờ các cô các bác an ủi Chăm sóc giùm má nghe không Ly nghe tôi nói Động lòng thương mẹ và thương mình Rơm rớm nước mắt Rồi con bé đi chia đều nhang cho khắp mộ Tà áo của Ly bay Mái tóc rối và chiếc khăn tang quấn vội Không che hết được gương mặt sầu muộn Và ánh mắt say sưa thành tính của Ly Tôi chợt nghĩ đến những cánh thiên thần Ban phát chút hơi ấm cho các ngôi quyệt lạnh Xoa dịu những nỗi hận chất ngất một đời Quá giải của phù du Càng ngày tôi càng khám phá thấy ở Ly một giải quyền nhiệm kỳ bí. Cái gì gần như sự pha trộn giữa đam mê và thanh thoát, giữa vũ bảo và heo may, giữa sự sống và nỗi chết. Tôi thì thầm với Thúy. Tội nghiệp con Ly, em thấy không? Thúy chết, anh và các con bơ vơ. Nhưng Ti, Nô và Mi còn có anh. Chỉ một mình Ly là lạc loài, côi cúc. Nhưng em đừng lo. Anh xin thề với em rằng, anh thương nó còn hơn cả con chúng ta còn hơn cả anh nữa nó là hình ảnh sự cô độc cam chịu sự nhọc nhằn hiện hình ly và lũ nhỏ đã trở về tôi dẫn chúng đến lễ ở mộ ngoại cách mộ thúy không xa bao nhiêu tôi hỏi ly con có nhớ mặt ngoại không giọng ly buồn dạ không má nói ngoại chết từ khi má chưa gặp ba má còn nói nhờ vậy mà ngoại hết đau khổ vì má mà nói như vậy hồi nào Tết năm ngoái Lúc con theo má đi dạy mã ngoại Tôi ngờ ngợ cảm thấy Có một phần đời của Thúy mà tôi chưa bắt gặp Chưa biết tới Mà có hỏi ly con bé cũng không biết gì Tôi cảm thấy mệt mỏi Chán nản Lúc trở lại chỗ đầu xe Thấy vẻ mặt tôi tính nói Xin chia buồn với anh Nhiều lúc tôi thấy anh chị hạnh phúc quá Tôi đâm lo Anh chị sống với nhau có được bao nhiêu đâu Có phải 6 năm không Tôi đáp Chúng tôi lấy nhau năm 1965 Thúy sinh con ty năm 1966 Tính thì thào Tiếng nói nhẹ như tiếng gió than tiếc trên các nấm mộ Mới có 7 năm Thật như một ảo ảnh Có đó rồi mất đó Phải Mới có 7 năm mà thôi 7 năm hạnh phúc thoáng qua như một cơn gió thoảng Tôi vẫn thường nói với Thúy tại sao mình không gặp nhau sớm hơn thúy ra dấu cảm động về câu hỏi ấy nhưng ngay sau đó nét mặt dần dần không vui đúng nét mặt của ly lúc này hai mẹ con có cùng cái nhìn cùng một lối cau mày ở nét mặt ấy ở ánh mắt ấy có cái gì quyền dịu cuốn hút quyến rũ tôi ngay từ thổ đầu độ ấy tôi mới ra trường hăng say cuộc sống hoạt động nên chọn ngành dù tôi đổ cao tự nhủ không cần xin xỏ gì họ cũng xếp mình vào các đơn vị chiến đấu để thi thố tài năng nhưng quan điểm của các cấp chỉ huy ngược hẳn lại họ cho tôi về cạo giấy ở ngay bộ chỉ huy tôi không dám khiếu nại sợ cấp trên cho mình ưa lý sự và kiêu căng rỡm vì thế tôi đành làm con dáng ru rú gặm nhấm mới giấy tờ hồ sơ lúc nào cũng cao nghẹo trên bàn ghi ghi chép chép trình ký trình xem bưu điệp chuyển phiếu chụp cái điện thoại bên này dạ phòng một tôi nghe Dạ vâng thưa đại tá Chụp cái điện thoại bên kia Dạ nghe rõ Thưa trung tá Dân dân dạ dạ suốt ngày như cái máy Tôi đầm ra cáo kỉnh bực bội Tôi thèm cuộc sống rộng rã ở bên ngoài Gối đầu vào bụi cỏ Nghe hơi sương thấm dần trên mặt da cháy nắng Thèm gió lành ở đồng nội Thèm tiếng thú lạ ở giữa đêm rừng Thèm mồ hôi nhọc nhằn Thèm tình đồng đội Thèm cơn say ngây ngất của máu trước mắt Và lửa sau lưng cái giấc mộng của người hùng của tôi Thời ấy ẩm một theo đóng giấy tờ vô tri Chất đầy quanh bốn bức tường Tôi không bằng lòng với kiếp sống chật chội Ngoài giờ làm việc Và trực gác Không biết làm gì Hai ba đứa bạn rủ nhau chen chúc trên chiếc chiếc cũ Y ạch chạy khắp phố Nhiều hôm uống bia thay cơm Hoặc nhiều hôm ăn cơm xong chưa kịp tiêu Nóc thêm bia vào Rồi mửa thóc mửa tháo không còn một hộp Cuộc sống sao mà nặng trĩu Vô nghĩa bạn bè đi đi đến đến sống buông thả ơ thờ không có đứa nào tạm gọi là đủ thâm tình để gối đầu bên nhau tâm sự dụng hoặc nói chuyện tiếu lâm nhảm bà con cũng không có nhiều lúc buồn quá ăn cơm xong không biết đi đâu tôi ngồi ở quán bẻ dụng cả ống tâm rồi về tôi đã phí của nhà hàng quá nhiều tâm mà không lưu ý cho đến hôm thúy nhắc khéo bữa nay tâm lên giá rồi nghe chú lộc tôi hơi khó chịu đúng lúc thúy đang nhen rề xô kho lại son thịt bò bán điểm tâm buổi sáng tôi nghĩ bà chủ quán trẻ cũng không vừa tính lời tính lỗ từng đồng hẹn chi công việc nhiều mà bà chủ không dám thuê người làm thêm khách ăn đông công việc đi chợ nấu nướng sửa chén bát dọn bàn thật bề bộn nhưng chỉ có hai người quán xuyến hết một bà chủ và một người đàn bà trung niên phụ bếp đôi lúc làm không xuể Đứa con gái nhỏ khoảng 6 tuổi có giúp mẹ chặt đá bưng trà cho các chú Có lẽ vì cuộc mưu sinh nhọc nhằn Nên nét mặt bà giúp việc và hai mẹ con bà chủ không mấy vui Tôi nghĩ vậy Về sau mới biết mình lầm Một hôm ham nhậu nhẹp với bạn bè Tôi tới quán hơi trễ Khoảng 9 giờ rưỡi hay 10 giờ Bà chủ vẫn còn để dành cơm cho tôi Tôi thấy mình làm phiền thúy quá Xin lỗi vài câu lý nhí rồi định ăn qua quýt cho xong Để người ta đóng quán Nhưng Thúy ngăn lại Bảo để chờ hâm nóng canh lại đã Tôi cảm động quá Vui vẻ ngồi chờ Tìm câu gì nói nịnh cho bà chủ vừa lòng Chị cẩn thận như vậy Đông khách là phải Không thấy Thúy nói gì Tôi quay sang gọi con bé Ly Cho chú Ly đá lạnh Có còn đá không Ly ngước mắt thầm hỏi mẹ Thúy bảo con lấy chanh làm cho chú một ly đá chanh Bữa nay chú hơi say Uống cho giả rượu Rồi quay sang phía tôi Thúy nói Uống nhiều rượu không tốt Các chú ỷ sức khỏe Nhưng coi chừng có bữa trúng gió chữa không kịp đâu Trong ánh nhìn Trong lời nói Tôi tìm thấy vẻ triều mến bao dung của một người chị Tôi khám phá thấy đằng sau vẻ lạnh lẽo và hiu hắt thường ngày Thúy còn có cái gì khác hơn sự trầm lặng ấy che giấu kín đáo lòng thương yêu lòng nhẫn nhục tính cần cù chịu đựng bất cứ bất hạnh nào trên đời tôi hơi hoang mang không hiểu vì sao gương mặt còn trẻ ấy phù hợp với vẻ lạc lõng trầm lặng xa lạ đến như vậy và tôi tò mò khi thúy bưng đến tôi canh chua nóng tôi lấy bạo hỏi ba cháu ly đâu rồi chị thúy nhìn tôi bỡ ngỡ có lẽ nàng chưa biết tôi hỏi đùa hay hỏi thật và muốn biết chắc trước khi trả lời Nét mặt thành khẩn của tôi Làm cho Thúy bỏ vẻ e dè phòng vệ Nàng đáp nhỏ Anh ấy mất lâu rồi Tôi sợ không dám khơi dậy nỗi đau đớn của người quá phụ Cố ăn cho nhanh rồi còn về Phúc thông cảm ngắn ngủi ấy Tôi xem như một biệt đãi cho riêng tôi Chỉ dành cho một mình tôi mà thôi Từ đó tôi có cảm tưởng Cái nhìn của Thúy mỗi lần bắt gặp tôi có vẻ vui tươi hơn Tôi không bị xếp hàng chung chạ với đám người hỗn tạp Ôm ào, sáng sáng chiều chiều ra vô quán cơm bình chân. Tôi được hưởng một cái khẽ gật hoặc một nụ cười mỉm. Có lẽ con bé Ly cũng theo ý mẹ, luôn luôn bưng ly trà đá cho tôi trước mọi người. Từ đó tôi có cảm giác mơ hồ là mình đã có một nơi để trở về. Hay đúng hơn, một nơi có thể ghé lại. Khi quán không còn đông khách, tôi nói vài câu đùa với bé Ly. Con bé mồ côi, sớm khôn hơn tuổi và có một linh tính bén nhạy vô cùng. Ban đầu tôi không để ý, nhưng càng về sau tôi càng nhận rõ. Tôi thử lại xem ước đoán đó có đúng không, bằng cách kê ghế ngồi lân la gợi chuyện với Thúy. Lúc nào thấy vậy con bé cũng phụng phiệu ra mặt, ra trước quán kéo cửa sắt lại để trút giận dỗi và đuổi khách về. Nhiều bữa tôi hỏi thẳng con bé để trêu. Ly ghét chú lắm phải không? Con bé trả lời cọc lóc. Không, tôi cố nài có mà Chú thấy Ly ghét chú Ghét chú thậm tệ Không mà Thế tại sao Ly nhăn nhó Khi thấy chú ngồi lại đây muộn Ly nghĩ ngợi một lát Rồi trả lời chậm Tại Ly muốn đóng cửa sớm cho má đi nghỉ Má làm việc cả ngày Mệt tội Thấy con bé quá lành trí Tôi không dám chồng ghẹo nó nữa Và hình như cả Thúy cũng vậy Nàng bắt đầu sợ hãi e dè với con Tránh nói chuyện lâu với tôi về phần tôi Thấy mình bắt đầu làm phiền người khác Vì những mẫu chuyện đầu ngô mình sở Du dơ không ít lợi gì Tôi cũng bớt la cà lui tới Ăn thì cấm cúi cho mau xong Xong thì về liền Chứ lại tôi còn tự ngờ rằng Trong ý định thân thiện của mình Ở tận chiều sâu Ở tận trong tối Có những tà ý không mấy tốt đẹp Tôi muốn chấm dứt Chấm dứt ở chỗ đáng chấm dứt Nhưng muốn là một chuyện Và mọi sự ngoài tầm tay đưa đẩy mình đi đâu là chuyện khác. Tôi làm ở bộ chỉ huy gần một năm mới bắt đầu đưa đơn sinh ra đơn vị. Cấp chỉ huy trực tiếp của tôi thời ấy không ưa tôi mấy nên muốn tôi đi cho khuất mắt. Một đằng muốn đi mà chưa được đi. Một đằng muốn thuộc cấp đi cho khuất mắt mà hắn vẫn còn nhẫn nhơ đó. Trạng thái nhì nhằn làm cho không khí giao tế trong phòng trở nên gượng ép giả tạo. Những câu nói bóng gió, những cấu kỉnh xài xể vô lối. Lối gọi nhau bằng cấp bậc với giọng khinh bỉ hay trịch thượng ngụy trang tôi hết sức buồn chán nét mặt lúc nào cũng nặng nề có lẽ chính thúy băn khoăn nhiều về sự đổi khác nơi tôi nên một hôm nàng khẽ hỏi tôi có làm điều gì chú buồn không tôi đã hết thắc mắc về thúy lâu rồi nên khá kinh ngạc khi nghe nàng hỏi vậy tôi thành thật ngạc nhiên tôi có buồn gì đâu chị thúy không nói gì một lúc sau khẽ liếc nhìn ly đang cho đá vào nước trà rồi nói chú thông cảm tính con ly nó lạ lắm câu nói ấy của thúy câu nói vô cùng ngắn ngủi và đơn giản này quấy nhiễu tôi cả đêm hôm ấy tôi cứ lật ngược lật xuôi từng chữ một tìm khám phá chủ ý bí mật đằng sau ngôn từ có lúc tôi thất vọng vì thúy cho tôi chỉ là một đứa bé con dễ dàng bực bội vì trái chứng của con ly có lúc tôi háo hức nôn nao khi tìm thấy ở câu nói ngắn ngủi ấy một lời mời gọi. Tôi ngồi nán lại khuya hơn, bẻ tâm nhiều hơn để nghe những đoạn tâm sự rời rạc, gãy vụng như đóng tâm trước mặt. Thúy vừa muốn kể mà lại vừa muốn giấu, nên chàng kích thích lòng háo thắng nơi tôi. Thú chơi cốt bác ấy giúp tôi quên được những phiền nhiễu trong căn cứ và đóng giấy tờ cao ngất trên mặt bàn, rồi chậm chậm, chậm chậm. chậm. Trước sự ngỡ ngàng của mọi người và của cả tôi nữa thúy trở thành sự cần thiết cho đời tôi cùng với biến đổi trong hồn mình tôi thích thú thấy khuôn mặt đâm chiêu của thúy biến đổi nay một chút hồng nơi gò má mai một chút son trên môi mái tóc lòa xòa được vén khéo và ánh mắt nhất là ánh mắt long lanh một nỗi đam mê tôi hãnh diện thấy cuộc sống hồi sinh hãnh diện thấy sức mạnh chinh phục của mình mà cũng bối rối không ít khi thấy chính mình rơi vào chiếc bẫy êm ái do mình chăn mắt. Đến khi nhận được lệnh ra đơn vị, tôi thấy phải giải quyết gấp, cho xong một lần. Không một chút chần chờ do dự, tôi ngỏ lời với Thúy. Nàng lặng người đi, khẽ liếc nhìn về phía ly lo lắng, rồi gật đầu. Hạnh phúc của chúng tôi đến như vậy đó, lặng lẽ, đơn giản, không hoa hòe, nhưng đủ chân chất để cuộc sống chung đôi về sau đầy dẫy âu yếm rộn rã. Hết tập 1. Còn tiếp.